Hãng sản xuất quần áo và đồ dùng thể thao lớn nhất châu Âu Adidas vừa thông báo kết quả kinh doanh quý tư với doanh thu tăng 15%, đạt 4,1 tỷ đô la Mỹ thưa quý vị. Điều này đánh dấu sự trở lại của Adidas trên sân nhà châu Âu và trong bóng đá sau khi hãng này thay CEO do những thất bại trong việc nỗ lực bắt kịp đối thủ Nike. Vị thế của Adidas ở thị trường Mỹ đã rớt xuống hạng 3, đứng sau Nike và hãng thể thao Mỹ mới nổi Under Armour. Đồng thời, Adidas cũng bị đe dọa bởi sự bành trướng của Nike ở thị trường châu Âu. Trước sự thụt lùi, Adidas đã cho đóng cửa hàng loạt cửa hàng tại Nga và chi gấp 5 lần cho marketing. Cụ thể, tại thị trường Mỹ, hãng cũng đã ký hợp đồng với câu lạc bộ Manchester United trong nỗ lực lật đổ Nike. Chúng tôi quyết định chi nhiều hơn cho quảng cáo và marketing. Adidas đã hợp tác với thêm nhiều ngôi sao thể thao như James Harden hay Von Miller. Doanh thu của Adidas đã tăng 31% ở châu Âu và 12% ở Mỹ so với cùng kỳ năm ngoái. Adidas hy vọng một năm tăng trưởng hai con số trong năm ở hai thị trường trên, cũng như ở châu Á, nhờ vào Olympic và giải bóng đá Copa America. Chúng tôi đã đạt doanh thu 2,2 tỷ euro trong lĩnh vực bóng đá năm 2015, doanh thu lớn nhất mà Adidas đạt được, và đây là năm không hề có sự kiện bóng đá nào. Hãy tưởng tượng chúng tôi có thể đi xa tới đâu trong năm 2016. Trong năm qua, hãng đã hợp tác với nhiều nhân vật trong giới giải trí, điển hình như Kanye West với 7 mẫu giày được bán sạch trong vòng một ngày. Trong tháng 1, Adidas cũng chấm dứt tài trợ trước thời hạn với Liên đoàn Điền kinh Quốc tế IAAF do những vụ bê bối về doping.